quý khán giả đang xem chương trình của Vietface TV, và ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị chương trình Từ Nhà Đến Trường trở lại với bác sĩ Quỳnh Kiều. Mời quý vị cùng xem chương trình tuần này. Xin kính chào bác sĩ ạ. Chào chị Thanh Thảo và tất cả quý vị khán giả của đài Vietface TV. Chúng ta trước khi bước vào chương trình hôm nay, Thanh Thảo xin được hỏi bác sĩ đã thực hiện chương trình này cũng chắc hơn 40 năm rồi ạ. Tại miền Nam California, trên các đài phát thanh, trên truyền hình. Xin bác sĩ cho biết cảm tưởng của bác sĩ. Chúng ta bước vào năm mới dương lịch và sắp vào năm mới của âm lịch, năm con rồng. Cái quá trình thực hiện dài đằng đẵng như vậy đem cho bác sĩ cảm nghĩ gì? Tôi thấy là khi mà mình thực hiện chương trình này đó, thì những cái từ cái lúc mà cách đây 40 năm đó, thì cái môi trường nó đã thay đổi rất là nhiều. Mà một trong những cái vấn đề lấn cấn đó là vấn đề mà mình thấy là cái tình trạng mà tâm lý tâm thần và những cái vấn đề mà của các em đó. Và gần đây đó thì Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ đã tuyên bố là bây giờ vấn đề tự tử từ các em từ 16 đến 24 tuổi đó, nó đã cao, lý do tử vong thứ nhì của cái đối với lại cái lứa tuổi này. Thì cái điều đó là làm cho chúng ta, mọi người chúng ta phải lắng động và phải thấy đó là cái gì đã xảy ra để mà các em từ trong những gia đình thương yêu và cố gắng để mà hỗ trợ, có chuyện gì nó làm cho chúng ta không có bắt được cái mạch đó, và mình phải làm những cái gì để mà thay đổi cái chương trình đó, mà cái tình trạng đó. Thành ra là bởi vậy á, tôi thấy là từ những cái lúc mà mình lo lắng là con em mình không khỏe vì những cái bệnh truyền nhiễm chẳng hạn, cho đến lúc mà bây giờ đó, thì nó có rất là nhiều chuyện thay đổi. Hai nữa, để mà bắt mạch mà trong cái giới y tế đó, thì gần đây đó, mới cách đây 2 ngày đó, thì đối với lại Hàn Lâm Viện Nhi Khoa đó, trong những cái chương trình mà học chuyên khoa cho bác sĩ nhi, thì tôi xem là thì mình thấy thường thường bác sĩ nhi vô cái chuyên khoa mà nhi tổng quát đó, thì thường thường vẫn được là khoảng hơn 90% của những cái người họ đã đăng ký để đi vô học. Thành ra bởi vậy vẫn là một cái lĩnh vực chuyên khoa mà được cảm thấy là có nhu cầu và người ta vẫn thích. Nhưng mà khi mà học chuyên khoa nhi thì nó có 2 lĩnh vực là cần, mà lại chỉ có 50% những cái position, là những cái ngành đó được người ta apply thôi. Thế là 2 ngành, một ngành nhiễm trùng, thì mình cứ coi như cái đó tuy rằng đại dịch thì tuy rằng những cái vấn đề khác, nhưng mà nó đã đi cùng một cái chiều hướng với lại cái vấn đề truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm đối với người lớn cũng vậy. Ít người học là vì người ta nghĩ là thứ nhất đó, là khi mà bị truyền nhiễm đó thì thường thường là nó có thuốc kháng sinh tốt để chữa, hay là bây giờ đối với lại khi mà nó thành đại dịch rồi thì đã có những cái cách để mà bào chế thuốc ngừa một cách nhanh chóng, ví dụ như dùng cái mRNA đó, đối với lại kỳ vừa rồi đối với lại cái đại dịch Covid đó. Yeah. Nhưng mà có một cái chuyên khoa tôi rất là buồn, mà tôi rất là phân vân, là cái chuyên khoa mà phát triển, tuy nhiên là developmental pediatrics đó, phát triển hành vi mà của nhi, thì cái đó là một cái lĩnh vực nhu cầu càng ngày càng nhiều. Là vì chúng ta biết chẳng hạn mấy em tự kỷ, chẳng hạn những cái vấn đề, nếu mà mình cộng lại tất cả những cái lĩnh vực mà về nhi á, mà nó có liên quan đến vấn đề phát triển và thần kinh đó, gần 40%. Thế mà bây giờ cả toàn thể nước Mỹ mình chỉ có 734 bác sĩ chuyên khoa về ngành đó thôi. Chỉ có thế thôi. Mỗi một năm á, thì nó có 34 cái fellowship để mà mình người ta học chuyên khoa về cái ngành đó. Mà bây giờ năm nay á, chỉ có 50% của những cái chỗ đó là có người đi vô học thôi. Thì mình thấy là mình rất là lo lắng. Bởi vậy đó, nếu mà quý vị có con em nó có vấn đề nhu cầu đặc biệt, hay là em tự kỷ, vùng này á, là thường phải đợi 9 tháng. Gần đây á, làm dữ lắm á, thì chúng tôi là bác sĩ nhi tổng quát, tôi đã đi học nhiều nhiều lớp rồi để cho mình có thể giúp về cái vấn đề định bệnh cũng như là theo dõi các em nhu cầu đặc biệt này. Với lại quý vị cũng biết đó, Thanh Thảo cũng biết là tôi có một cái lý do riêng. Dạ vâng, dạ. Là vì đã có con bé nhỏ nhất của tôi, bây giờ năm nay nó hơn 40 tuổi, nó sẽ hơn 40 tuổi rồi. Dạ. Là nó bị phổ tự kỷ. Dạ. Thành ra bởi vậy mình thấy
mình chính mình đã trải qua và mình thấy cái tỷ lệ bị tự kỷ nó càng ngày nó càng cao, thì mình cảm thấy là mình phải đi tìm hiểu và mình phải đóng góp. Thì những cái lĩnh vực này đó mà lại đang càng ngày cái tỷ lệ nhiều càng cao mà bây giờ lại càng ít người học, thì cái chuyện đó rất là đáng buồn. Thành ra là tại sao như vậy? Là tại vì nhiều người cảm thấy đó là trong cái ngành này đó nó đòi hỏi rất là kiên nhẫn. À đúng rồi. Mà bây giờ mình cứ nói thẳng đó, là chúng tôi là bác sĩ nhi đó, làm việc không phải là với một bệnh nhân, mà làm việc với trung bình ít nhất đó, là ba bệnh nhân, bố mẹ và em bé à. Và bệnh nhân chính thức của chúng tôi. Yeah. Chúng tôi có muốn là có thể tạo ra một cái sự thay đổi và cải tiến cho con em của quý vị thì cũng phải là do bố mẹ thôi. Đúng thì rồi. Tất nhiên là tôi nói phải làm sao mà bố mẹ và gia đình bằng lòng với lại những cái đánh giá của mình và sẵn sàng thực hiện những cái can thiệp đó, thì cái chuyện đó vô cùng là khó. Yeah. Chứ không phải là bảo cụ này uống thuốc đi hay một người lớn này thì là họ tự họ lấy thuốc họ uống. Yeah. Cái này thuốc cũng phải là do là bàn tay của bố mẹ hay là gia đình đó là rộng lớn trẻ hơn bị thành niên. Yeah. Yeah. Mà chưa kể là khi mình có nói đến những cái can thiệp để nó thay đổi cái hành vi á, thì lúc nào nó cũng đòi hỏi là thời gian và khó khăn và sự bền chí, và phải nuôi được cái hy vọng là con em mình sẽ cải tiến. Thế thì trong cái trong vòng của tự kỷ đó thì chúng tôi thấy đó là khi mà mình không có bao giờ là mình mất cái hy vọng nữa, tuy rằng nó có rất là nhiều cái bài học mình học hỏi được ở trong cái sự phát triển thần kinh á, nó cho thấy đó là tất cả những cái neuron và những cái đường dây thần kinh á, mà nó phối hợp lại với nhau đó, đó là cả một cái thách thức. Ví dụ như người ta nói dạy con nó như là cái tờ giấy trắng, nhưng mà thực sự ra cái tờ giấy đó nó không phải là tờ giấy bình thường, nó đã có những cái dấu ấn của một số những cái gen của cháu rồi à. Và ngoài ra tức là có những cái nếp nhăn nếp gấp rồi, có phủi cho thẳng ra nó cũng chưa chắc là thẳng hết được. Thành ra là bởi vậy tuy rằng là mình tác động, mình làm một việc này, ví dụ như là mình nói chuyện với con em của mình hay là mình hát cho con em của mình đó, thì đối với một em này thì nó sẽ là có cái kết quả khác đối với em kia. Thành ra luôn luôn mình phải là những cái người mà theo dõi rất là kỹ để xem cái khuynh hướng này, khuynh hướng thế nào là con em mình là nó phù hợp và nó thích thế nào. Yeah. Ví dụ như hiện giờ đó, nó có một cái khảo sát rất là đặc biệt, thì có những cái người họ bị những cái bệnh động kinh đó, thành ra là phải đặt một số cái electrode trong não luôn. À. Và những cái electrode đó, thừa dịp đó đó, thì những cái người khảo cứu ở Đại học San Francisco đó, họ theo dõi luôn là cái hoạt động thần kinh. Thì mình thấy đó là không phải là chỉ ngoài cái vấn đề động kinh thôi, mà mình thấy ví dụ như một người nói câu chuyện gì đó thì nó sẽ có bao nhiêu những cái bật đèn hay sáng lên của một cái số cái lĩnh vực. Thành ra neuron nó làm việc, cái dị tế bào thần kinh làm việc đó, thì mình biết là nó sáng lên. Và đến cỡ mà bây giờ họ đã có thể mà bắt chước cái chuyện đó rồi, mà có thể tạo ra được cái lời nói. Yeah. Wow. Lời nói, nhưng mà cái lời nói đó đó thì bởi vậy nó rất là phức tạp, nhưng mà mình có thể làm được. Và người ta thấy là trong bào thai đó, trước khi em bé sanh ra đó, thì cái dây thần kinh đó, hai, ví dụ như từ cái nơi mà mình, ví dụ mình lấy một cái thị giác đi, thì một khi cái mắt mình nó nhận được cái thần kinh đó, nó ở đáy mắt mình, nó mới truyền cái ám huyệt đó đến với lại cái lãnh vực ở trong mắt. Yeah. Thì mình vẫn chưa thấy đường, mình vẫn chưa biết nó là cái gì. Đúng, đúng. Nó phải chuyển qua cái nơi mà nó decoding. Yeah. Thì nó mới dịch nó ra giải, đó nó là cái tín hiệu nó là cái gì. Dạ, vâng. Khi nó giải mã ra thì mà nó phải giải mã đúng cái chỗ mà nó giải mã được á, chứ đi lạc cái nơi khác á thì nó không hiểu. Dạ, thì cũng rồi. Không ăn thua, rồi lại phải cái sự phối hợp của hai mắt nữa, nó vô cùng phức tạp. Mà mình cứ nghĩ là khi mà cái chuyện đó nó xảy ra đó, trong bào thai họ theo dõi được nhé, là một cái thần kinh ví dụ như nó ở cái góc này nó cách xa, nó phải đi kiếm cái nơi mà giải mã nó cho đúng chứ, thì nó sẽ bật những cái tín hiệu, nó sẽ nháy nhau. Hay quá. Nháy đây rồi đằng kia nó trả lời lại, nếu mà nháy đúng cái tần số thì nó lại sáng lên. Thành ra là bởi vậy thì nó sẽ phát triển, nó kéo dài, nó đi về cái đúng phía. À, nó có quá. Bao những cái chuyện
mà mình sẽ giải được trong cái vòng, nghĩa là không có lâu nữa, thì những cái chuyện đó thì nó sẽ cho mình một số những cái phương pháp hữu hiệu để mà mình có thể đạt được những cái vấn đề mà cho con mình nó phát triển tốt. Ví dụ chúng ta biết đó, là nếu mà mình muốn cho con em mình á, chơi một cái đàn nào đó một cách nghĩa là xuất sắc thì trước 6 tuổi. Để đợi đến 6 tuổi là lâu quá rồi. Thì nó sẽ chơi giỏi, nhưng mà nó sẽ không có, mình giới thiệu thì giới thiệu sớm, mà nó sẽ không có xuất sắc. Còn một cái ngoại ngữ nào á, mà nói cho thật hay phải trước 9 tuổi. Bao nhiêu những cái chuyện mà mình sẽ là đầu tư một cái cách rất là mạnh mẽ đối với lại những cái tuổi thơ ấu. Dạ. Trong khi đó nhiều người, nhất là ở Đông, không để ý tới cái tuổi trẻ thơ ấu lắm. Đợi nhiều khi vào trường học mẫu giáo hoặc là trường lớp 1 bắt đầu mới tính thì trễ nhiều thứ rồi. Bởi vậy chúng tôi khi mà Project Việt Nam, chúng tôi hiện giờ đang làm việc với lại cái sứ mạng là mình giúp ở Việt Nam sẽ có một cái mạng lưới và một cái hệ thống để mà có một số sự đánh giá, tức như là định bệnh cho nó chính xác đối với các em tự kỷ, và sau đó đó là can thiệp. Thì khi mà làm cái việc này đó thì mình muốn cho nhiều em sẽ được cái cơ hội và nhiều gia đình được cơ hội, chứ không phải là vì mình phải ở trong Sài Gòn hay là phải ở Hà Nội thì mình mới tiếp xúc được. Là với lại cái tỷ lệ là 1 triệu em là đang bị tự kỷ và những cái vấn đề về tâm lý tâm thần ở Việt Nam thì nó phổ biến các nơi, thì chúng tôi sẽ phải lên mạng. Thành ra hiện giờ đó, tôi mượn đây tôi cũng kêu gọi, nếu mà có những cái gia đình nào á, Việt Nam mình á, mà những gia đình và bố mẹ đó muốn đóng góp đó, thì có 2 chuyện. Nó có rất là nhiều tài liệu mà có thể phổ biến cho các gia đình, mà dĩ nhiên là cái cách mà cái tài liệu nó được viết ra đó thì nó rất là bình thường để bố mẹ có thể áp dụng được. 2 nữa đó là chúng tôi cũng cần phải dùng những cái video, nếu mà có thể mà quý vị có thể làm việc với chúng tôi á, để mình khuyến khích những cái người khác, dù mà mình thấy là nếu mà mình thấy có những cái phương pháp nào mà đó hiệu quả đối với con em mình có thể chia sẻ để mà mình nuôi cái hy vọng của tất cả các gia đình mà có con em hơi đặc biệt một chút. Dạ. Yeah. Điều đó rất là hay. Chúng ta không còn nhiều thời giờ trong chương trình, nhưng mà Thanh Thảo có xem một số chương trình về y khoa, về tâm lý tâm thần và bệnh tâm thần, thì theo như Thanh Thảo được biết, những bậc mà chuyên khoa về ngành này mà nổi tiếng và có gọi như là có thẩm quyền đó, họ nói rằng việc mà dinh dưỡng rất là quan trọng đối với tâm thần, có đúng không ạ? Tức là thí dụ một người có cái chiều hướng là dễ bị trầm cảm, dễ bị buồn, dễ bị có những ý định nó tiêu cực đó, nếu họ thay đổi cái lối dinh dưỡng, họ có thể thay đổi cái mood, tức là thay đổi cái luồng tư tưởng của họ được. Điều này bác sĩ thấy có đúng không? Tôi thấy thì chắc chắn đó là mình là những cái gì mình ăn rồi. Ví dụ như là ở trong môi trường của mình đó thì nó có nhiều cái thức ăn khác nhau. Yeah. Thì mình có cái quyền chọn lựa, thì thấy rõ ràng là đối với người ta đã nghiên cứu trong những trường hợp những người nào là họ chỉ ăn họ ăn kiêng này, họ ăn chay này, hay họ ăn nhiều cái loại khác nhau đó, thì mình thấy đó là nó có thể nó có những cái ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ, nhưng mà không phải là nó toàn bộ đâu. Mình không thể nói là bây giờ giống như là họ quảng cáo đó, mình cứ uống cái nước này nó có là cái dung dịch của các cái trái cây này đó thì mình sẽ khỏe, không đủ đâu. Yeah. Nhưng mà ví dụ riêng tôi thì tôi cũng thấy lúc trước thì tôi bị cận, tuy rằng cận nhẹ thôi, nhưng mà cứ mỗi ngày đó uống trong cái nào yogurt với lại spinach với lại kale đó, sau một thời gian vứt bát kiến đi. À. Có 1 năm sau là mất bát kiến, mà từ đó tôi chẳng bao giờ cần mắt kiếng nữa. Ừ. Chứ không có viễn mà cũng không cận nữa. Ừ. Thành ra chắc chắn là nó có ảnh hưởng rất là nhiều. Yeah. Và nếu mà bây giờ mọi người đó, mình vừa phải cũng giống như khi mình có trẻ đặc biệt, mình cũng phải tự theo dõi và mình ý thức lại mình ăn cái gì, thì mình thấy đó là mình có năng lượng nhiều hơn, và mình ăn cái gì thì mình thấy là nó, mình có thể là mình ngủ ngon hơn. Cái đó là những cái điều quan trọng. Nói chung đó, khi mà mình xem thì nó có rất là nhiều tài liệu nó cho biết đó là những cái thứ nào và những cái vitamin nào nó quan trọng đối với đời sống. Yeah. Thì mình lúc nào cũng vậy, mình cũng cần phải có ăn đủ mặt hàng hết, chứ không phải là
chính đối với các em tự kỷ, bây giờ nó có những cái số khảo cứu nó cho thấy là các em chỉ ăn một loại vài loại thức ăn nào đó, có thể là ăn 5 thứ, ví dụ như là french fries, ví dụ là hamburger, ví dụ là pizza chẳng hạn, không chịu ăn trái cây mà không chịu ăn những cái rau đó, thì các em hay bị những cái rối loạn về hô hấp và về tiêu hóa. Và những cái tiêu hóa đó có một số khảo cứu nói nó sẽ làm nặng cái bệnh của em, mà những cái vấn đề tâm lý tâm thần đối với các em luôn. Thành ra là bởi vậy á, mình phải theo dõi và mình phải thận trọng. Ngoài những một số những cái đồ ăn nó rất là quan trọng cho sự phát triển của các em, yeah, thì mình có cái sự chọn lựa của bao nhiêu thứ khác. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và trước khi ngừng chương trình, chúng ta còn muốn nhắc một tí xíu về cái Project Việt Nam và những cái chương trình mà Project Việt Nam thực hiện một tháng vài lần, để cho quý vị khán giả của Vietfest TV hoặc là những người bạn bè của quý vị có thể vào online để xem hoặc là đóng góp hoặc là tham gia vào những chương trình này. Thì chúng tôi có mỗi một tuần lễ, kể như là chúng tôi đều có một cái chương trình mà huấn luyện qua mạng. Yeah. Một lần đó là huấn luyện cho giáo viên, và cái này là bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Và một lần đó, và một tuần thì có một cái huấn luyện cho bác sĩ nhi, và một lần nữa là có huấn luyện cho những người mà chăm sóc cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Yeah. Và một lần nữa là cho các bố mẹ và gia đình mà có con em có nhu cầu đặc biệt. Yeah. Hoặc là tâm lý tâm thần, hoặc là về những cái vấn đề phát triển. Yeah. Thì đó là một số những cái, thì có thể quý vị liên hệ và gửi email cho info@projectvietnam.org. Yeah. Hay là chúng tôi trong cái website sẽ để một số những cái link quý vị có thể lên để đăng ký vào cái ngày mà đặc biệt mình thích. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Một lần nữa thưa quý vị, website là projectvietnam.org hoặc là org. Và mong rằng quý vị nếu có câu hỏi cũng sẽ đặt cho chúng tôi ở trong ngay cái chương trình của YouTube của Official Vietfest TV. Thanh Thảo sẽ gửi câu hỏi của quý vị đến cho bác sĩ Quỳnh Kiều để trả lời quý vị trong các chương trình kế tiếp. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình kỳ này và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietfest TV. Thank you.